Từ ngày Trang, tình cũ của Đăng bắt đầu xuất hiện thì trong những tập phim mới đây, cô nàng đã chính thức lộ bản chất và sự nham hiểm của mình khi tìm mọi cách để cướp Đăng khỏi Nhi. Hóa ra, việc trở thành nhà đầu tư cho tiệm của Đăng Nhi chỉ là bước đầu trong công cuộc phá hoại tình cảm của Trang mà thôi. Khi có dịp tiếp cận cặp đôi, cô tranh thủ kể chuyện ngày xưa với tình cũ cho Nhi biết. Đã vậy, lúc nàng tiểu thư vắng mặt, Trang còn trêu cháo đến mức nhảy bổ vào và hôn Đăng. Trang tuy mưu mô và không dễ đối phó, thế nhưng Nhi tiểu thư của vốn là cô gái vàng trong làng trả thù. Ngay cả khi đang sửng sốt vì nhận ra sự thật thì cô vẫn rất cứng rắn và bản lĩnh, thậm chí dằn mặt luôn cả Trang. Thứ nhất tôi không hỏi chị, thứ hai bỏ cái tay ra khiến trà xanh cũng phải rén nhẹ. Mà đâu chỉ đánh đá trên màn ảnh, Nhi tiểu thư ngoài đời cũng rất là hổ báo. Ngay sau khi tập phim phát sóng, Khả Ngân đã đăng tấm ảnh véo tai Trang mù tạt cùng dòng caption cực hài hước trên trang cá nhân. Cô nàng tuyên bố, chị thấy tôi hiền dễ dụ nên chị cứ ăn hiếp tôi hoài đi nha chị Trang nha. Nữ MC VTV cũng chẳng thua kém, cô nàng nhanh chóng đáp lại, được lóc. Mai kia mới biết ai hay hơn ai. Đừng vội lên mặt với chị nha danh đơn Nhi. Màn tương tác giữa hai nữ diễn viên đã khiến fan được một phen cười ngất. Còn Thanh Sơn, người đàn ông đứng giữa cuộc chiến này cũng không khỏi cảm thán. Anh đăng bức ảnh đứng lấp ló phía sau hai chị đẹp và không quên than vãn, Khả Ngân Sushi gặp mù tạt Nguyễn Huyền Trang. Thì đúng là số đèn biển lần này tắt đen như bát xì dầu. Thật vậy, tình cũ tình mới đều ngang tàn. Hung bạo thế này, hẳn là sắp tới đăng kết phải khổ dài dài rồi. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, bởi mọi chuyện cũng một phần do anh mà ra. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.